Sáng nay, ngài Fonsi Phunmisay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp ngài Tổng lãnh sự và các thành viên trong đoàn. Cùng dự buổi tiếp có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã điểm lại những nét chính trong mối quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó mật thiết Việt Nam-Lào trải qua 62 năm theo phương châm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Nhấn mạnh trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Siêng Khoảng đã được thiết lập hơn 13 năm qua. Hai tỉnh cũng đã ký ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Vĩnh Long cũng đã hỗ trợ tỉnh Siêng Khoảng gần 4,5 tỷ đồng xây dựng trường mẫu giáo tại thị xã Phôn Sa Vẳng. Các trường đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo 57 sinh viên Lào. Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh, ngành nghề cần thu hút đầu tư. Đồng thời, bày tỏ mong muốn ngài Tổng lãnh sự dành nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để thúc đẩy hợp tác phát triển tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh của Lào. Ngài Fonsi Phunmisay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng về những kết quả tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong thời gian qua. Ngài cũng thông tin thêm một số ngành, lĩnh vực của địa phương của Lào đang cần thúc đẩy đầu tư phát triển. Ngài Tổng lãnh sự cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để tỉnh Vĩnh Long ngày càng hợp tác hiệu quả hơn nữa với các tỉnh, thành phố của Lào, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của hai đất nước.